Chào cả nhà. Thì hôm trước thì em có nói mí là em sẽ chia sẻ với người đồng hành Mai Thảm với em. Thì hôm nay em đã rước bạn đó về rồi và em sẽ chia sẻ với cả nhà. Cả nhà cùng xem là người đồng hành Mai Thảm với em là ai nha. Nào. Đây, đây là người bạn đồng hành sẽ cùng Mai Thảm với em. Em cũng mới rước bạn đó về. Em sẽ review sơ về bạn ấy nha. Thì bạn này là một cái bạn tự động cắt chỉ. Cái này là công tắc mở nè mọi người. Còn đây chính là đánh suốt nha. Thì đây sẽ là cái đồ lại lại mối. Thì cái máy này nó cũng rất là nhẹ nhàng. Khi mà mình bật lên á thì mình không có nghe tiếng ồn của nó luôn á mọi người. Rất là êm luôn. Đây là mặt sau. Rồi bây giờ em sẽ bật công tắc nó lên nha. Chúng ta sẽ cùng test thử nó nha. Rồi, bây giờ thì em sẽ test thử bạn này cho mọi người cùng xem với em nha. Trời, để em quay camera xuống rồi. Bây giờ em sẽ thử trên hai lớp vải nha. Xem bạn nó có êm không nha. Bây giờ thì em sẽ gắn thuyền suốt vào. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu test nha. Thì lần đầu tiên em sử dụng cái loại máy tự động cắt chỉ này. Thì nếu như mà chúng ta muốn không cắt chỉ thì chúng ta bấm cái nút là cho nó không cắt cũng được. Mà em muốn mai sau mình cắt chỉ á, mình sẽ khỏe hơn là cái cắt chỉ mọi người. Lần đầu tiên được trải nghiệm luôn á. Đây, nó rất là êm luôn mọi người. Tuyệt vời. Cái máy này á, lần đầu tiên lên ngồi á, thì cũng bỡ ngỡ lắm. Chỉ cần mình nhấn gót mạnh nó thôi là nó sẽ cắt chỉ. Còn mình may bình thường thì nó bình thường. Được cái này bây giờ mình không cần sử dụng kéo nữa. Khỏe re luôn. Hôm nay mua được bạn ấy về thì cảm thấy rất là vui. Nên là muốn chia sẻ với mọi người để mọi người cùng chung vui với em đó. Thì lẽ ra là em định quay thu âm trực tiếp luôn, nhưng mà là do xung quanh đây ồn quá cho nên là em phải thu ghi âm, mọi người thông cảm nha. Nhiều khi cái giọng nói nó không có khớp với lại cái khuôn miệng á, mọi người thông cảm bỏ qua cho em nha. Ai rước được em ấy về á, cảm giác rất là vui luôn á mọi người. Vì để phục vụ cho cái công việc cũng như niềm đam mê của mình được thuận tiện hơn. Thì ngoài em này em còn có hai em khác, nhưng mà hai em kia thì không có tự động cắt chỉ nha. Thì một mình em sử dụng ba ba em này luôn, chơi lớn luôn mọi người ơi. Thì hôm nay vui chia sẻ với mọi người, thì chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nha.